Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Có ai thiếu phần nghĩ không? Mà bạn nào? Chúng ta sẵn sàng chưa? Rồi chúng ta sẽ đi vào trạng thứ nhất của cuộc thi ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta có nội dung như sau. Theo luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012, sử dụng thuốc lá được định như thế nào? A. Sử dụng thuốc lá là hành vi hút sản phẩm thuốc lá. B. Sử dụng thuốc lá là hành vi hút ngửi hít sản phẩm thuốc lá. C. Sử dụng thuốc lá là hành vi hít nhai ngửi hút sản phẩm thuốc lá. D. Sử dụng thuốc lá là nếu nhai ngửi hít ngậm sản phẩm thuốc lá. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, đấy giờ là chúng tôi cần lên lại mặt. Và đáp án của chúng ta sao? Theo khoảng 2.2 của phòng chống thuốc lá năm 2012, sử dụng thuốc lá là hành vi hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc lá. Như vậy là đáp án D. À, xin mời những bạn nào có đáp án D, ta nhớ giữ nguyên bản và ngồi tại chỗ. Những bạn nào không phải đáp án D, ta hạ bản tại chỗ và ra ngoài. Vậy là đã có 5, 6 bạn không chính xác câu hỏi này. Rồi các bạn hạ bạn xuống. À, câu hỏi sau các bạn chơi cao bạn hơn đi nha. Câu này có vẻ dễ đúng không ạ?
chúng ta cho đáp án rất là nhanh. Sự sai khác vẫn xảy ra, tôi nhận thấy sự sai khác vẫn xảy ra. Có bạn là A, có bạn là C, có bạn là B. Chưa thấy có bạn nào D. Rồi đáp án sẽ đến ngay sau đây. Tại hội đồng toàn quốc lần thứ 3 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 1961 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 là ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Như vậy đáp án chúng ta là đáp án C. Rất nhiều bạn chúng ta đưa và cũng có 3 bạn không chính xác. Chính vì thời gian này mà ngày hôm nay đây chúng ta đã có mặt tại đây cùng nhau tổ chức cái hội thi này ngày 26 tháng 3, bạn nhớ nhé, tại đại hội lần thứ 3 diễn ra từ 23 đến 25 tháng 3 năm 2021. Rồi, cảm ơn các bạn. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ tư, trong đại hội đoàn các đại biểu sẽ biểu quyết bằng hình thức nào? A. Giơ tay. B. Bỏ phiếu. C. Giơ tay đỏ. D. Và D. Tất cả đều đúng. Anh Thành được tặng không? Giơ tay bắt đầu. Tặng nó còn không? Tặng nó cố này. Anh Hồng rồi, anh Hồng phải rồi. Cố lung túng cho là cả cái nhiều. Cái nhiều này ạ. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều bạn đưa lên với phương án C. Các nhiều bạn đưa lên với phương án C và hầu như không có đáp án khác. Đáp án chúng ta ở đây là C, giơ tay đỏ đi. Làm gì chúc mừng tất cả chúng ta. Chúc mừng tất cả chúng ta. Chẳng nhà trông nhau rồi thế nào. Rất là tạ lạ. Này, cố lũng túng nhìn chị. Câu 5. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua tháng 6 năm 2015. Giận đó, tại ra nhỏ không? Tôi chỉ có đi. Con trẻ cá thì nhỏ. Tôi chỉ đi. Bé cá thì nhẹ chỉ cho tao. Bé trẻ mới mẹ tao. Dạ, mẹ tao to nữa. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Giờ rất là nhiều đáp án D, một vài đáp án C. Và xin chúc mừng những bạn nào có đáp án D, tất cả đều sai. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua ngày vào tháng 6 năm 2012 có điều 33 ghi rõ luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Và như vậy là tất cả các tên đều là xin trả thả lời. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy là chúng ta đã kết thúc 5 câu hỏi đầu tiên rất là nhanh và rất là xuất sắc cho các bạn còn có mặt trên sàn thi đấu. Đặc biệt là những câu hỏi về luật phòng chống tác hại phòng chống tác hại thuốc lá chúng ta rất là tốt, một điều rất là tốt với đoàn viên thanh niên chúng ta. Sau đây sẽ tiếp tục với câu hỏi số 6. Câu 6. Theo luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012, những nơi nào bị cấm hút thuốc là toàn hoàn toàn? Khu vực cách ly của sân bay, cơ sở y tế, tàu thủy, ô tô. Theo điều 11 và điều 12 của luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012 thì khu vực cách ly của sân bay, cơ sở y tế, tàu thủy, ô tô, tàu bay, tàu hỏa, trường học, cơ sở y tế đều bị cấm
hút thuốc lá hoàn toàn. Như vậy đáp án là đáp án D. Anh không tờ lên. Những bạn còn có đáp án D chúng ta là câu hỏi của anh, của anh cô, câu hỏi thắc mắc à? Vì có thể biết chọn chọn câu D, ta phải ta có thể được có thể được câu câu C. Vâng, cảm ơn các bạn. Chúng ta còn rất nhiều câu hỏi chúng ta đang ngồi về, chúng ta còn rất nhiều câu hỏi, ta sẽ có thể được vào lại trận thi đấu, chúng ta sẽ có thể được vào lại trận thi đấu. Bên cạnh
cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. C. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. D. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Xin mời thời gian suy nghĩ. Và đáp án của chúng ta là A. À, vâng, rất nhiều bạn với đáp án A. Bạn chưa có nhớ bản không hiểu các bạn điện thoại. Vâng, xin chúc mừng tất cả các bạn. Đáp án của chúng ta là A. Theo khoản 1 điều 24 nghị định 176/2013 quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi. Vâng, xin chúc mừng tất cả các bạn đã có đáp án. Và những bạn có mặt trên sàn sẽ nhớ vị trí của mình. Và sau đây trọng tài sẽ lưu ý những bạn đã đúng đã còn ngồi lại trên sàn để chúng ta tiếp tục vào một phần trò chơi khác. Thank you.
nhận một số điểm đỡ công cho các bạn. Rồi, chúng ta cũng đi, chúng ta cảm ơn.
Thì chúng ta đã có dễ có bám các bạn hết chưa? Các bạn nào thiếu không? Có không ạ? Rồi, ta sẵn sàng. Hiện tại vẫn còn một số vị trí có thể là cho các chuyên viên hoặc không đủ số không ạ? Số 10, vị trí số 10 không có người. Số 4, số 14, số 20, số 20, số 20. Có thể là chúng ta không đủ người nào thì sao?
Thank you.
Nhưng tôi thấy là có khá nhiều sự khác biệt trên kết quả các bạn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ
ngay khi nhìn bắt đầu. Chúng ta có báo cáo 1 là tháng 11 năm 2016, 2 là tháng 12 năm 2016, 3 là tháng 11 năm 2017 và 4 là tháng 12 năm 2017. Bây giờ ta hết rồi. Vâng, có sự khác biệt ở 3 phương án B, C và D. Như vậy là chắc chắn sẽ có bằng điện thoại. Có bằng phương án A nữa. Và đáp án ở đây là tháng 12 năm 2017 là tháng D. Tháng D là một sự kiện chính trị rất là quan trọng của phòng thanh niên của xã hội Chí Minh. Đây là một sự kiện rất là quan trọng và tháng 12 năm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ra. Rồi, cảm ơn các bạn. Vâng, đến giờ phút này thì cho phép tôi được hỏi những thí sinh không có quyền xin được các bạn. Hai, bốn bạn. Bye.
Thank you.
D. Câu B. 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 Năm giờ. Năm ngày rồi. D. Rồi, xin nhiều người bên kia ra. Các bạn khác. Một cái này khác à, cái này à. Tấm thân này nhặt ở đâu trong bốn phương tiện? Tấm thân hoàng thủy đi ạ. Thưa thầy là câu D ạ, tất cả đều đúng ạ. Tất cả đều đúng.
và hết giờ các bạn. D và D một là tất cả cùng bất hạnh, hai là tất cả cùng là cộng sản. Có những giải phụ
cộng bằng cách là những câu trả lời đúng có bằng có dịch rồi, cho nên chúng ta phải xem một số. Rồi, sẵn sàng chưa? Câu 20. Câu 2, ai là tác giả của đoàn ca A hoặc
B. Hoàng Văn Hà. C. Hoàng Hà. Và D. Hoàng Mạnh. Tôi đang suy nghĩ bắt đầu. Đã hết giờ. Vâng. Hai bảng thôi. Bảng Văn Hà. Bảng B. Bảng Văn Huy. Lý do vì sao em chọn lắm cô mình là B ạ? Thì cái này thì em cũng biết là ấy, thì là khi em chọn em có thể từ em lấy từ Hoàng Văn cho rồi Hoàng Văn mình em lấy Hoàng Hà thì em chọn là em cũng biết là nó là gì không? Mình chọn Hữu Nhi Hoàng Hà C. Hữu Nhi. Rồi mời mời em vì sao em chọn Hoàng Hà? Thế thầy thì em không nhớ là tác giả là ai cho nên em chọn là Hoàng Hà. Như vậy thì sẽ có ai cảm thấy là không, là không có người không vào. À, nếu không có người không vào thì sẽ làm đến là một chiếc cầu không lắm. Điều thứ hai cũng vào, chưa vào xong câu này thì đó là chúng ta là cắt nhận họ vào. Rồi tôi sẽ nhường này cho là chỉ biết thư. Nhường quyền này cho là chỉ biết thư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.